Putin chấp nhận lời tuyên chiến Hoàng Hải xin kính chào quý vị Kính thưa quý vị, hôm qua lễ duyệt binh kỷ niệm 78 năm chiến thắng trong cuộc chiến tranh vệ quốc ở Moscow đã kết thúc tốt đẹp Thế giới được chiêm ngưỡng những thước phim với cảnh tượng xe tăng T-34 dẫn đầu đoàn xe cơ giới tại lễ duyệt binh chiến thắng Xe bọc thép mới nhất ZSTS Akhmat và AMN Sparta cũng đã xuất hiện trên quảng trường đỏ. Đây là lần đầu tiên chúng được tham gia sự kiện này. Ngoài ra hệ thống phòng không S-400, xe bọc thép chở quân BTR-82A, bê phóng tên lửa chiến thuật Iskander-M, hệ thống tên lửa mặt đất di động JA và xe bọc thép chở quân Boomerang, thế hệ mới cũng đã có mặt tại quảng trường đó. Buổi lễ này có sự tham gia của hơn 10.000 quân nhân, bao gồm cả các binh sĩ tham gia chiến dịch đặc biệt ở Ukraine. Trong sự kiện này có 125 thiết bị và vũ khí sẽ được trưng bày dọc theo quảng trường chính, Kết thúc sự kiện diễu hành là màn bắn pháo hoa chào mừng ngày chiến thắng sẽ diễn ra vào lúc 22 giờ ngày 9 tháng 5. Nó sẽ kéo dài 10 phút tại 16 điểm trong thành phố và người dân Moscow sẽ được chiêm ngưỡng hơn 12.000 quả pháo hoa trình diễn trên bầu trời. Có hai điểm đặc biệt trong sự kiện lần này. Một là buổi lễ lần đầu tiên được truyền hình trực tiếp trên các phương tiện truyền thông cả trong và ngoài nước. Và thứ hai là bài phát biểu đầy bất ngờ của Tổng thống Nga Putin tại lễ duyệt binh. Đây sẽ là hai điểm nhấn thu hút sự chú ý của thế giới. Ở điểm thứ nhất nhiều chuyên gia nhận định rằng buổi diễu binh này là cách mà người Nga phô trương sức mạnh quân sự với lời nhắn nhủ với đối thủ của mình rằng người Nga đã sẵn sàng cho một cuộc chiến vệ quốc chống lại những người muốn nhắm vào Nga. Đồng thời, Moscow đang thể hiện sức mạnh của mình đối với các đồng minh, các đối tác trung lập và đang đứng về phía Nga. Thứ hai, bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin được giới quan sát cho rằng là một lời tuyên chiến. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với những điểm chính trong bài phát biểu gây chấn động này của ông Putin. Quý vị nhé! Chấp nhận lời tuyên chiến Mở đầu bài phát biểu của ông Putin, ông ấy nói rằng hỡi các công dân Nga, các cựu chiến binh thân mến, các đồng đội và thủy thủ, các trung sĩ và quản đốc, sĩ quan cảnh sát, tướng lĩnh và đô đốc, binh lính và chỉ huy, những người tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, tôi xin chúc mừng các bạn vào ngày chiến thắng này. Ông Putin nhấn mạnh rằng những người tham gia cuộc chiến đã thể hiện lòng dũng cảm và sự hy sinh to lớn, đã cứu nhân loại khỏi chủ nghĩa phát xít và tên tuổi của họ mãi mãi được trường tồn và được tôn vinh. Tổng thống Nga nhấn mạnh một cuộc chiến thực sự lại một lần nữa nổ ra chống lại quê hương của chúng ta. Nhưng mà chúng ta đã đẩy lùi chủ nghĩa khủng bố quốc tế, chúng ta sẽ bảo vệ người dân Donbass và chúng ta sẽ đảm bảo an ninh của mình. Ông Putin khẳng định rằng Moscow muốn nhìn thấy tương lai hòa bình, tự do và ổn định. Và đối với Nga, không có một dân tộc nào là thù địch hay là không thân thiện ở cả phương Tây lẫn phương Đông. Ông ấy nhấn mạnh rằng bất kỳ một ý thức hệ nào được cho là ưu Việt đều đáng kinh tởm, tội ác và chết chóc. Nhưng giới tinh hoa phương Tây nói về quyền thống trị của họ, kích động xung đột đẫm máu cũng như gieo rắc hận thù, chứng sợ Nga và chủ nghĩa dân tộc hiếu chiến phá hủy các giá trị truyền thống của gia đình, vốn tạo nên con người. Tổng thống Putin giải thích thêm rằng, và tất cả những giá trị mà họ cho là cốt lõi cũng chỉ là công cụ để tiếp tục ra lệnh, áp đặt ý chí lên người dân, quyền thống trị hay là những quy tắc mà họ đặt ra. Trên thực tế là để che đậy một hệ thống cướp bóc, bạo lực và đàn áp. Ông Putin gợi nhớ lại lịch sử như sau. Có vẻ như họ đã quên những tuyên bố điên rồ của Đức Quốc xã về sự thống trị thế giới đã dẫn đến điều gì. Họ đã quên ai là người đánh bại cái ác hoàn toàn quái dị này, ai đã đứng lên làm bức tường thành cho quê hương và không tiếc mạng sống của mình để giải phóng đất nước cũng như các dân tộc châu Âu. Ông ấy nhắc lại rằng ở một số nước phương Tây, các tượng đài của những người lính Nga đã bị phá hủy và một sự sùng bái chủ nghĩa phát xít đang được tạo ra. Việc mạo phạm các chiến công và các nạn nhân của thế hệ chiến thắng như vậy cũng là một tội ác với sự trả đũa trắng trợn của những kẻ đã chuẩn bị một cách công khai và cay độc một chiến dịch mới để chống lại Nga. Họ đang tập hợp những kẻ phá hoại tân quốc xã từ khắp nơi trên thế giới và mục tiêu của họ không có gì mới hơn là chứng kiến sự tan rã và hủy diệt của đất nước Nga. Chối bỏ kết quả của chiến tranh thế giới thứ hai và cuối cùng là phá vỡ hệ thống an ninh toàn cầu, luật pháp quốc tế, đồng thời bóp nghẹt bất kỳ một trung tâm phát triển có chủ quyền nào, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Tổng thống Nga chỉ ra rằng chính chính sách này của phương Tây đã dẫn đến cuộc xung đột ở Ukraine. Và ông ấy nói rằng những tham vọng quá đáng, kiêu ngạo và bừa bãi chắc chắn sẽ biến thành bi kịch. Đây là nguyên nhân dẫn đến thảm họa của người dân Ukraine đang trải qua. Họ đã trở thành con tin của cuộc đảo chính và chế độ tội phạm tại Kiev đã phát triển trên cơ sở của nó, một con bài mặc cả để thực hiện các kế hoạch ích kỷ và độc ác của họ. Tổng thống Nga nhấn mạnh rằng Nga bày tỏ kính trọng đối với tất cả những người tham gia kháng chiến, những người lính thuộc quân đội đồng minh của Hoa Kỳ, Anh và các quốc gia khác ghi nhớ và tôn vinh chiến công của những người lính Trung Quốc trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản. Tôi tin rằng đoàn kết và hợp tác trong những năm chống lại mối đe dọa chung là di sản vô giá của chúng ta. Một sự hỗ trợ mạnh mẽ ngay bây giờ, khi mà phong trào không thể đảo ngược hướng tới một thế giới đa cực, công bằng hơn, dựa trên các nguyên tắc tin cậy và an ninh không thể chia cắt. Cơ hội bình đẳng hơn cho sự phát triển nguyên bản và tự do đang tiếp thêm sức mạnh cho tất cả các quốc gia và người dân. Đồng thời, Tổng thống Nga cũng lưu ý rằng việc các nhà lãnh đạo của các nước SNG đến tham dự lễ diễu hành chiến thắng ở Moscow thể hiện thái độ biết ơn của họ đối với chiến công của tổ tiên mình, những người đã cùng nhau chiến đấu để đánh bại chủ nghĩa phát xít. Tất cả các dân tộc thuộc khối Liên Xô đã góp phần vào chiến thắng chung. Chúng tôi luôn ghi nhớ điều này và chúng tôi cúi đầu trước ký ức vinh quang của tất cả những người đã thiệt mạng vì chiến tranh, trước ký ức của những người con trai, con gái, cha, mẹ, ông bà, vợ chồng, anh chị em, họ hàng và bạn bè. Sau đó thì ông ấy đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những chiến công và sự hy sinh của những anh hùng trong cuộc chiến vệ quốc vĩ đại. Tổng thống Nga nhắc lại rằng những trận chiến quyết định số phận của đất nước chúng ta luôn trở nên thiêng liêng đối với người dân Nga. Chúng tôi trung thành với lời dạy của Tổ tiên. Chúng tôi hiểu sâu sắc và rõ ràng ý nghĩa của việc xứng đáng với đỉnh cao của những thành tích quân sự, lao động và đạo đức của họ. Chúng tôi tự hào về những người tham gia hoạt động quân sự đặc biệt, tất cả những người chiến đấu trên tiền tuyến và cả những người bất chấp làn bom rơi mưa đạn để chi viện cho tiền tuyến hay là để cứu những người bị thương. Với họ mà nói, sống là để chiến đấu bảo vệ quê hương. Ông ấy lưu ý rằng ngày nay, tương lai của nhà nước và người dân Nga phụ thuộc vào các chiến binh bảo vệ quê hương, an ninh của đất nước phụ thuộc vào họ. Bạn đã vinh dự hoàn thành nghĩa vụ quân sự của mình và bạn đang chiến đấu cho nước Nga. Gia đình, con cái, bạn bè của bạn ở phía sau bạn, họ đang chờ đợi bạn. Tôi tin chắc chắn rằng bạn đang cảm nhận được tình yêu vô bờ bến của họ. Cả đất nước đã tập hợp lại để ủng hộ những người anh hùng của chúng ta. Mọi người sẵn sàng giúp đỡ, họ đang cầu nguyện cho các bạn, Tổng thống Nga nhấn mạnh. Ông Putin đã chào riêng những người tham gia chiến dịch đặc biệt có mặt tại cuộc diễu hành, cũng như những người hiện đang ở trên chiến trường chiến đấu vì nước Nga. Kết thúc bài phát biểu của mình, ông ấy nói, trong một cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, tổ tiên anh hùng của chúng ta đã chứng minh rằng không có gì mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn và đáng tin cậy hơn sự đoàn kết của chúng ta. Không có gì trên thế giới này mạnh mẽ hơn tình yêu của chúng ta đối với đất nước, đối với nước Nga, đối với lực lượng vũ trang dũng cảm của chúng ta, đối với chiến thắng Ura. Và trên đây là những điểm chính trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin tại buổi diễu hành chào mừng lễ Tôn vinh ngày chiến thắng tại Moscow. Nhìn chung thì ông ấy ôn lại lịch sử, nêu bật giá trị của lịch sử và bóc trần sự thật rằng, giới tinh hoa phương Tây, những người theo chủ nghĩa toàn cầu cực tả đang lợi dụng những giá trị vốn được coi là giá trị phổ quát để che đậy những tội ác phía sau. Chính họ đang hồi sinh và nuôi dưỡng chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa phát xít. Và giờ đây, người dân Nga cũng một lần nữa đứng lên để thực hiện sứ mệnh lịch sử, một lần nữa chiến đấu để chống lại chủ nghĩa phát xít ông ấy đã thể hiện sự tôn trọng của người nga đối với các đồng minh của mỹ đã cùng người nga chống lại chủ nghĩa phát xít nhưng tới ngày hôm nay những con người đó lại chối bỏ lịch sử và quay lại chống nga điểm đáng chú ý là ông ấy kêu gọi sự đoàn kết đối với những người nga anh em ở các nước thuộc khối liên xô cũ nhớ lại những gì mà cha anh họ đã làm và đừng quay lưng với lịch sử phải nói rằng mỗi một bài phát biểu của tổng thống nga putin trước một sự kiện nào đó đều có giá trị và đều khiến cho phần còn lại của thế giới phải suy ngẫm việc ông ấy nói tới một cuộc chiến thực sự đã nổ ra chống lại nga cho thấy ông ấy đã nhìn nhận nghiêm túc về những gì đang xảy ra. Khi mà cuộc chiến thực sự nổ ra thì đồng nghĩa với việc người Nga bước vào cuộc chiến này một cách chính thức. Đây được hiểu như là lời chấp nhận tuyên chiến của nước Nga. Xung quanh sự kiện lễ duyệt binh chiến thắng trên quảng trường đỏ. Trong đại lễ này ngoài những nhà lãnh đạo thuộc các nước láng giềng của khối SNG, trên mặt trận ngoại giao, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cũng đã gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Putin vào ngày 9 tháng 5 nói rằng: "Tôi thay mặt chính phủ và nhân dân Triều Tiên gửi lời chúc mừng đồng nhiệt tới các bạn chính phủ thân thiện và nhân dân nga nhân dịp kỷ niệm một ngày lịch sử cổng thông tin chính phủ triều tiên đã đăng tải nội dung bức điện này trong thông điệp của mình ông kim nhấn mạnh rằng chiến thắng là truyền thống vốn có của nước nga các sự kiện của chiến tranh vệ quốc cho thấy rằng người nga rất vị tha và có chủ nghĩa anh hùng nhà lãnh đạo triều tiên cũng lưu ý tôi nhân cơ hội này một lần nữa gửi lời chào chiến binh nồng nhiệt tới các bạn quân đội và nhân dân nga những người đã mạnh dạn dấn thân vào cuộc đấu tranh thiêng liêng để thực thi công lý quốc tế bảo vệ hòa bình thế giới, chống lại bạo lực và sự độc đoán của chủ nghĩa đế quốc. Ngược lại, phát biểu tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã nói rằng chúng ta đừng để mình bị đe dọa bởi sự phô trương vũ lực như vậy. Chúng ta hãy kiên định ủng hộ Ukraine trong thời gian cần thiết. Người Ukraine đang phải trả giá bằng mạng sống của mình cho sự điên rồ của một quốc gia láng giềng hùng mạnh. Vị Thủ tướng này đã quên đi lịch sử rằng 78 năm trước, nước Đức và thế giới đã được giải phóng khỏi ách thống trị bạo lực của chủ nghĩa phát xít toàn cầu. Vì điều này mà lịch sử đã không quên sự hy sinh của 25 triệu quân nhân người Nga. Ai đã giải phóng người dân Đức để giờ đây, nhà lãnh đạo của họ lại chống đối những người đã giúp đỡ họ và dung túng cho sự hồi sinh của chủ nghĩa tân phát xít ở Ukraine. Cho nên, không ít người dân châu Âu đã phản ứng trước tuyên bố của Thủ tướng Đức. Họ nói rằng vũ khí mà EU cung cấp cho Ukraine là để tự vệ, chứ không phải là để tấn công vào Liên bang Nga. Và nếu để tự vệ thì không cần thiết phải gây thủ chuốc oán với người Nga để khơi mào cuộc chiến vô nghĩa này. Vâng thưa quý vị, một hình ảnh rất ý nghĩa mà chúng tôi đã thu được đó chính là việc người dân ukraine tại các thành phố khác nhau đã mang hoa đến đài tưởng niệm những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc điều này cho thấy rằng người dân ukraine không quên lịch sử của mình họ không muốn có cuộc chiến này nhưng mà không ai lắng nghe tiếng nói của họ không ai cả bởi vì những kẻ chóp vu là những chú kền kền kiếm ăn trên xác chết chúng muốn có nhiều hơn những tổn thất từ cả hai bên để ngồi đó rung đùi trục lợi và đây là sự tàn ác của kẻ đầu sỏ đang điều khiển cố máy chiến tranh toàn cầu 100 máy bay không người lái ồ ạt tấn công nước Nga vào ngày 9 tháng 5. Phía sau thành công của sự kiện diễu hành chào mừng ngày chiến thắng của Nga là câu chuyện thành công của lực lượng vũ trang Nga khi họ chống lại một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái. Avia đã trích dẫn dữ liệu từ Mikhail Zinovich cho biết rằng trong 24 giờ qua các lực lượng Nga đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của hơn 100 phương tiện bay không người lái muốn vượt qua biên giới Nga và xâm nhập vào các khu vực trung tâm của nước Nga. Cần phải lưu ý rằng Phần chính của công việc tiêu diệt và chế áp máy bay không người lái đã được thực hiện bởi các chuyên gia về tác chiến điện tử. Điều này cho thấy rằng đối thủ của Nga rất nỗ lực để tấn công vào ngày 9 tháng 5 nhằm làm phá vỡ đại lễ kỷ niệm của Nga. Tuy nhiên, như chúng ta đã thấy, sự kiện lớn đã kết thúc tốt đẹp và lực lượng vũ trang Nga đã phòng thủ thành công. Đổi lại, vào đêm ngày 9 tháng 5, theo không quân Ukraine, Nga đã tiến hành hai đợt tấn công vào Ukraine, phóng tổng cộng 25 tên lửa hành trình Kalib và KH-101, KH-555. Trong khi lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố rằng họ tiêu diệt được 23 quả trong số này. Hiện thì chưa có cách nào để xác minh tính chính xác từ tuyên bố của phía Ukraine, nhưng mà chúng ta có quyền hoài nghi các tuyên bố như vậy. Bởi vì Kiev từng nhiều lần tuyên bố gây sốc, ví dụ như lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố bắn hạ tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga, trong khi quân đội Ukraine đang lâm vào tình cảnh tồi tệ. Một cuộc phản công không thể được thực hiện, phòng thủ thì đang suy yếu. Còn người Mỹ thì từ chối chi viện cho Ukraine phiên bản đầy đủ của hệ thống phòng không Patriot, kẻ được cho là đã bắn hạ kinh Vậy thì Ukraine bắn hạ tên lửa siêu thanh của Nga bằng phương tiện gì? Và nếu như Ukraine có thể bắn hạ hầu hết các loại tên lửa của Nga, thì giải thích như thế nào về việc các kho vũ khí của họ liên tiếp bị xóa sổ và thiệt hại của Ukraine lớn như hiện nay? Cách đây vài ngày thì chuyên trang Military Watch Magazine đã đăng tải một bài báo có tiêu đề là Tên lửa HIMARS ngày càng kém hiệu quả. Mỹ và Ukraine phải đối mặt với các biện pháp đối phó nhanh chóng của Nga. Bài báo này cho biết rằng Mỹ không thể hiểu làm cách nào mà người Nga có thể đánh bại hệ thống HIMARS. Tạp chí Military Watch đưa tin, các chuyên gia quân sự Mỹ đang bối rối khi họ cố gắng hiểu làm cách nào mà Nga có thể ngăn chặn các hệ thống radar của hệ thống tên lửa HIMARS tiên tiến được chuyển giao cho Ukraine như một phần hỗ trợ quân sự. Theo ấn phẩm này thì quân đội Ukraine đã sử dụng rộng rãi các loại pháo phóng tên lửa nhưng mà độ chính xác của chúng đang giảm dần. Bài báo lưu ý rằng các hệ thống phòng không của Nga đang tăng cường bắn hạ các loại tên lửa này và không ai hiểu được người Nga làm cách nào để phá giải đòn đánh từ phương Tây. Các nhà nghiên cứu cho rằng trên tổng thể thì hệ thống tên lửa HIMARS và các hệ thống tương tự sẽ càng ngày càng dễ bị tổn thương hơn. Trong trường hợp này, các cuộc tấn công của người Nga có khả năng sẽ còn nhắm vào các vệ tinh của phương Tây được sử dụng để điều phối và chỉ điểm cho các vụ phóng tên lửa. Việc không hiểu rõ nguyên nhân làm giảm tính hiệu quả của các hệ thống tên lửa HIMARS đang khiến cho chuyên gia quân sự Mỹ lo ngại bởi vì nó có thể báo hiệu khả năng Nga vô hiệu hóa các hệ thống quân sự tiên tiến và đắt tiền của Mỹ cho nên những tuyên bố của phía ukraine đơn giản chỉ được coi là hành động gây chú ý còn đứng về mặt logic thì nó rất khó để có thể xảy ra và chúng ta sẽ tiếp tục chờ đợi những diễn biến mới trên chiến trường trong tương lai bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi xin được kết thúc tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo